car to the left. RT đưa tin Ukraine chuẩn bị tấn công lớn vào lãnh thổ Nga ngày 7 tháng 5. Kênh RT dẫn một nguồn tin cho biết, quân Ukraine có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga vào ngày 7 tháng 5. Theo nguồn tin, một cuộc tấn công của hơn 50 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa tầm xa dự kiến, nguồn tin cho biết. Người ta làm rõ rằng, lực lượng vũ trang Ukraine có ý định phóng máy bay không người lái trước tiên để sử dụng hết nguồn lực của các hệ thống phòng không, sau đó tấn công các mục tiêu đã được thống nhất trước. Nguồn tin cũng lưu ý rằng đây là cuộc tấn công mạnh mẽ đầu tiên có thể xảy ra từ Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện các nỗ lực hàng ngày để tấn công các mục tiêu ở biên giới và khu vực miền trung nước Nga. Đặc biệt trước đó vào thứ Hai, máy bay không người lái của Ukraine gần làng Berezovka ở quận Borisov của vùng Belgorod đã tấn công hai chiếc Gazelle đang chở nhân viên của doanh nghiệp Agro Belogory đi làm và một chiếc xe khách khiến 7 người thiệt mạng. Tổng cộng, theo trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Alexei Kuznetsov, 40 người bị thương, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, 30 nạn nhân, bao gồm cả trẻ em, đã phải nhập viện. Trước đó, vào giữa tháng 3, Tổng thống Putin không loại trừ việc thành lập một khu vệ sinh ở các vùng lãnh thổ hiện do chế độ Kiev kiểm soát. Nga nổi giận, dọa tấn công các cơ sở quân sự Anh giữa lúc căng thẳng leo thang với Ukraine. Nga đe dọa tấn công các cơ sở quân sự của Anh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trước những bình luận của các quan chức cấp cao phương Tây về khả năng can dự sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Sau khi triệu tập đại sứ Anh tại Bộ Ngoại giao Nga, Moscow cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp có thể dẫn đến các cuộc tấn công bị trả đũa nhằm vào các cơ sở hoặc thiết bị quân sự của Anh trên đất Ukraine hoặc những nơi khác. Eric Asamnimer đưa tin. Cảnh báo được đưa ra vào đêm trước lễ nhậm chức kỳ thứ 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin và trong tuần mà Moscow kỷ niệm ngày chiến thắng vào thứ Năm, 9 tháng 5. Đây là lễ quan trọng của đất nước này, đánh dấu sự thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ Hai. Cảnh báo của Nga được cho là một vòng căng thẳng leo thang mới. Đây là điều chưa từng có và cần có sự quan tâm đặc biệt cũng như các biện pháp đặc biệt để phòng ngừa. Theo Eric Asamnimer, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong một tuyên bố rằng Moscow sẽ tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng việc sử dụng vũ khí nhìn nhận trên chiến trường. Động thái này cũng là phản ứng của Moscow trước những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây liên quan đến việc liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên Nga công khai công bố các cuộc tập trận liên quan vũ khí hạt nhân chiến thuật, mặc dù lực lượng hạt nhân chiến thuật của nước này thường xuyên tổ chức tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật kém cạnh và những vũ khí hạt nhân chiến lược. Những đầu đạn khổng lồ được trang bị tên lửa xuyên lục địa và nhằm mục đích xóa sổ toàn bộ thành phố. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric bày tỏ quan ngại rằng gần đây nhiều bên đã đề cập đến vũ khí hạt nhân. Ông nói, rủi ro hạt nhân hiện nay đang ở mức cao, đáng báo động, phải tránh mọi hành động có thể dẫn tới tính toán sai lầm, leo thang căng thẳng với thảm họa thảm khốc. Những động thái mới của Nga được cho là lời cảnh báo đối với những đồng minh phương Tây của Ukraine về việc can dự sâu hơn vào cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm. Lực lượng của Điện Kremlin gần đây đã chiếm thế thượng phong trong bối cảnh Ukraine thiếu nhân lực và vũ khí. Một số đối tác phương Tây của Ukraine trước đây đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột có thể lan ra ngoài Ukraine và trở thành một cuộc chiến giữa NATO và Nga. Tin báo Nga, Mỹ đang tìm người thay Tổng thống Zelensky. Theo đài RT, Cục Tình báo Đối ngoại SVR đánh giá Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rõ ràng đang thua trong cuộc chiến giành lấy trái tim và khối óc của người Ukraine, đặc biệt tính từ lúc tính hợp pháp của ông mất đi hoàn toàn sau nhiệm kỳ Tổng thống của ông dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Theo cơ quan tình báo Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ và cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu EU cực kỳ quan ngại trước sự bất mãn ngày càng tăng của người Ukraine, bất mãn về chuyện kéo dài không ngừng các hành động thù địch với Nga. Sự mất lòng tin vào các cơ quan chính phủ đang gia tăng và sự thờ ơ đang lan rộng nhanh chóng. SVR bình luận đồng thời nói rằng số vụ đào ngũ và tự nguyện đầu hàng trong các lực lượng vũ trang Ukraine đang gia tăng. SVR cho rằng Mỹ đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm người thay thế Tổng thống Zelensky và lưu ý Washington thậm chí không cố gắng che giấu chuyện họ không quan tâm ai sẽ là lãnh đạo Ukraine. Theo SVR, Washington đang đàm phán với cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko.
Công việc bí mật cũng đang được thực hiện với ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, và ông Levery Zaluny, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, và ông Dmytro Razukov, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Không rõ Mỹ muốn ông Zelensky bị thay thế khi nào. Tuy nhiên, SVR cho rằng ở thời điểm hiện tại, Mỹ và EU vẫn muốn ông Zelensky tiếp tục nắm giữ chức vụ bởi vì các kế hoạch tài trợ cho chiến tranh đã được xây dựng xung quanh ông Zelensky và đang mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả Kiev và các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Chính phủ Mỹ và Tổng thống Zelensky hiện chưa lên tiếng trước thông tin từ cơ quan tình báo Nga. Houthi tuyên bố triệt phá mạng lưới gián điệp Mỹ-Israel. Hãng tin Sabah do lực lượng Houthi điều hành tại Yemen ngày 6 tháng 5 đăng video một số người đàn ông bị bắt, mô tả họ là gián điệp được tuyển mộ để thu thập thông tin và giám sát các địa điểm nhóm vũ trang quản lý ở bờ biển phía tây Yemen nhằm phục vụ cho lợi ích của kẻ thù Israel và Mỹ. Sabah cho biết những người này gia nhập mạng lưới sau khi Houthi tháng 11 năm ngoái bắt đầu phóng tên lửa, máy bay không người lái UAV vào tàu hàng và tàu chiến ở Biển Đỏ, Vịnh Aden, nhằm thể hiện đoàn kết với người dân Palestine sau khi Israel phát động chiến dịch ở dải Gaza. Hãng thông tấn không đề cập cụ thể số lượng gián điệp bị bắt, song có ít nhất 19 người trong các bức ảnh do Sabah chia sẻ trên mạng xã hội. Sabah cho biết các nghi phạm đã nhận tội nhưng không đề cập bằng chứng đối với các cáo buộc nhằm vào họ. Lực lượng Houthi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện trách nhiệm bảo vệ quê hương khỏi sự xâm nhập của kẻ thù Mỹ và Israel, Sabah nhấn mạnh. Israel, Mỹ chưa bình luận về thông tin. Mỹ tháng 12 năm 2023 thành lập liên minh gồm hơn 20 nước để bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ khỏi các đòn tập kích của Houthi. Động thái của nhóm khiến nhiều tàu hàng phải chuyển lộ trình khỏi vùng biển, nơi có lưu lượng hàng hóa tương đương khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua trước khi xung đột bùng phát. Từ tháng 1, Mỹ và Anh bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào những mục tiêu liên quan tới nhóm vũ trang tại lãnh thổ Yemen. Theo Sabah, các thành viên trong mạng lưới gián điệp được giao nhiệm vụ theo dõi những điểm phóng tên lửa diệt hạm và vị trí tàu thuyền Houthi neo đậu, rồi chuyển tọa độ về để lực lượng Mỹ-Anh tập kích. Các đòn trả đũa của Washington và đồng minh tới nay vẫn chưa thể ngăn cản Houthi tiếp tục nhắm mục tiêu vào tàu Mỹ, Israel, Anh và các tàu hướng về cảng của Israel. Nhóm vũ trang ngày 3 tháng 5 đe dọa sẽ mở rộng khu vực tấn công sang biển Địa Trung Hải. Tình báo Mỹ tuần trước nhận định, tần suất các cuộc tập kích của Houthi vào Biển Đỏ, Vịnh Aden sẽ không giảm xuống dù nhóm hứng chịu nhiều đợt tấn công của Mỹ và đồng minh, do lực lượng này đang tự sản xuất vũ khí nội địa và tiếp tục nhận được hỗ trợ về quân sự từ Iran. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.